chú ơi, ra rô nhanh quá. Thì đó, ra rô nó đi chậm lắm, hết chỉnh được anh. Này hết chỉnh được, chỉnh này bỏ xích này đó. Cái này là mức 2 rồi nè. Mức 2 rồi sao nó báo với 100.95. Mức 1 70 thôi. Mức 1 70 nè. Mức 21 là. Anh ơi, mức 1 70 em phải thay cho cô rô. Vậy anh hay kiếm đồ lên leo lên thay cái ta rô là nó đi nhanh vậy cũng không có đúng đâu, nó đi tốc độ rất là chậm. Thì để em kiếm cho anh vô ghế. Thích là ta luôn phi mà mở đó là tốc độ nó trong bản nó dẫn nó mập lật khách ra thì anh muốn chậm nữa nó giật khách là gãy nữa này không ta rô và chạy tự động chứ không anh ta rô bằng tay hết rồi máy manual mà sao tự động thì nó có đỡ tiền thôi.